bị gì đó không? À, máy này bị tình trạng đưa nước à? Nói gì vậy? Máy HP lên nổi không? Cứu lên được không? Nó nước với máy gấp cái phần men với phần ổ cứng, mà máy này mới vừa xử lý xong mà cứng này nó bị hơn Ngấm vô nước hả? nè. Ngâm vô nước này không cứu nổi. Em thay ổ mới, tôi sắp thử chiếc xe em thay ổ mới rồi, test máy này máy lên bình thường. Khả năng cái máy này thì xử lý lại nó sống lại nổi không? Đa thường máy vô nước á, thì men nó bị cháy rồi, nhưng mà em đã xử lý xong rồi, giờ nhưng mà phải chờ đợi test khoảng test 1 ngày nữa mới biết được kết quả. Ngấm vô men nhiều không? Nó ngấm vô men chỉ một phần rồi. Đã thay ổ cứng rồi, mấy thay ổ cứng xong rồi giờ mình đặt test. Ổ này tính thấp bao nhiêu tiền? Ổ này giá khoảng 350 á. Rồi máy như đứa rồi phải tất kỹ. Thì nó rất là nhiều khác biệt cái này á. Thường thường ví dụ như là nếu như mà người ta ở nhà, người ta khi mà vừa nước vừa vào thì thường thường nếu tự xử lý thì làm cách nào nhanh nhất để tự xử lý được? Tự xử lý thì trước tiên ví dụ mà máy 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 dòng bên ngoài á, mình nên tháo pin ra trước. Đừng có bật nguồn lên thì nó sẽ gây cháy. Mình tháo pin ra trước xong là nếu mà có tiệm gần nhất á thì mình đem đến tiệm gần nhất, người ta sẽ vệ sinh kiểm tra cho mình. Nếu như lúc đó tắt máy mà chưa kịp tháo pin thì cái nguồn nó vẫn còn hoạt động không? Nếu mình nước vô thì nó vẫn còn hoạt động, mình phải tranh thủ mình đem Là lại do cái pin đó, pin nằm ở trong. cái pin trong nó vẫn cấp nguồn qua qua nó làm cháy tủ đúng không? Nếu mà pin rời thì dễ hơn, còn nếu bên trong là bắt buộc phải tháo lấy pin ra nữa. Bây giờ tranh thủ cho đem ra liền. Khách hàng mình bị cái này rất là nhiều, mùa mưa nè, lỡ đem đi đường nó bị mưa Với giá cũng nó tiền bao. báo bị hư máy rất là nhiều. Mày dặn khách kỹ rồi đấy, để nhiều khi đỡ cũng tốn kém, cũng vô men mà nó hư, máy cũng may mắn lên được cái hàng may mắn.